top 5 thảo dược mát gan, giải độc gan. Sử dụng thảo dược là biện pháp giải độc, tăng cường chức năng gan an toàn hiệu quả, không gây tác dụng phụ và được ưa chuộng hiện nay. Thì sau đây là top 5 thảo dược quý giúp hỗ trợ tăng cường chức năng giải độc gan. Thứ nhất là cà gai leo, khắc tinh số 1 với virus viêm gan và sơ gan, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương từ chất gốc tự do, chất độc hại từ rượu bia. Hoạt chất glycoalkaloid trong cà gai leo có tác dụng ức chế sơ gan, làm chậm sự tiến triển sơ gan. Cà gai leo còn giúp chống viêm gan do virus viêm gan B mãn tính, giảm men gan, tăng cường chức năng gan. Thứ hai là mật nhân. Mật nhân làm chậm quá trình hư biến, tái tạo tế bào gan bị tổn thương, tăng miễn dịch mạnh. Và thứ ba, cúm khén. Theo y học cổ truyền, cúm khén có công dụng thanh nhiệt, mát gan, bồi bổ chức năng gan và đặc biệt là giải rượu rất hiệu quả. Thứ tư là cấy sữa Sirimarin, có tác dụng kháng virus, chống viêm, hỗ trợ điều trị viêm gan C và làm giảm hỗ trợ điều trị men gan cao. Và cuối cùng thứ năm, Artiso, công dụng là thanh nhiệt, mát gan, lợi mật, bổ trợ làm sạch các độc tố trong gan. Trên đây là 5 loại thảo dược hàng đầu, vừa bảo vệ gan khỏi các chất độc hại, vừa tái tạo tế bào gan bị tổn thương và phục hồi chức năng gan. Hãy follow kênh của mình để biết thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe.